Annyeong, chào mọi người trở lại với kênh của mình này. Bây giờ có video lần trước thì mình đã hứa với mọi người rồi, nhưng mà do dạo này Covid số người tăng nó cao quá mọi người ạ, và việc ra ngoài hơi vất vả một tí, nên là hôm nay mình mới có tham nhắc mọi người trước vào video này xem phải đeo kính nhà vệ sinh này và đồng gốm đây. Mình cầm theo một cái thước rất tiện vì video này toàn tất cả là hàng khủng không mọi người ạ. Mọi người nhìn ngay ở bên đầu này đã thấy rồi, nó phải gọi là khủng của khủng. Đó, một thằng sen này. Không, mình gọi nó là cây đa đi. Giá 10 triệu won. Cả Hàn Quốc chỉ có một cây thôi. Đằng kia thì có bà Imo ấy. Tí nếu mà có tham mình sẽ hỏi bà ấy về cách trồng sen mùa này, cũng như là đảm bảo sen cho mọi người. Nhưng mà không biết có đủ không á. Nhìn qua này. Đấy, ở đầu này thì cách trang trí nhá. Và chỗ bán hàng đây, người ta cũng có người đang khách đến này, đông lắm. Nhưng mà mình vào giờ này thì người ta vé bớt rồi. Mình thì mình định quay ở bên trái, bên tay trái mình cơ. Ở đây có mấy cái hàng gọi là sen voi Nhật ấy, nó rất là đẹp, bán kính gần 1 mét lận. Nhưng mà do là nó bị ngược sáng, mọi người ở đây này, chỗ này nó bị ngược sáng và nó xa quá nên là thôi mình lại phải chuyển. Mình sẽ bắt đầu cho mọi người từ bên này đi. Nó mất một tí thôi nhưng mà không sao. Ở đây thì gốm này, đó, hàng mà Trung Quốc người ta rất là chuộng nha. Bọn người Trung Quốc người ta sang đây mua ấy, người ta rất hay cầm theo những cái này về Trung Quốc. Mình lý do thì chắc là do kiểu sở thích mỗi người nó như thế thôi. Mình có thấy cũng đẹp mà. Và mọi người nếu mà mua nhiều đây người ta sẽ tặng cho mọi người. May là bây giờ là mùa Covid nha. Ra ngoài đeo ba bốn cái khẩu trang rồi không, cái bọn sỏi thiên thanh này nó cho hỏng hết mũi này. Màu tuyệt vời không? Thì bây giờ mùa đông rồi mà. Đây, Opeina đây. Bọn này trồng thì chả sợ mất màu tí nào, tại vì màu vốn nó thế rồi. Đằng sau thì có sân bèo đẹp, đằng đầu này thì đâu nào, đây hoa hồng đây. Trời ơi, nhưng mà quả thằng này nó thiếu nước quá, xem qua thằng khác đi. Đấy, mọi người nhìn qua này, mon rồi là mấy cái thằng đấy kìa, Colorata kìa, cũng khá là ổn, trồng trong mấy chậu mini này xinh mà đúng không? Mình có trồng ở nhà rồi, hôm hôm nào rảnh mình sẽ làm video cho mọi người xem mình trồng ở nhà và ở vườn cũng có luôn. Mọi người đeo kính vào chưa đây? Nếu mà chưa đeo kính thì đeo nhanh vào đi, không hỏng mắt đừng có kêu đổi tại cho mình. Chúng ta đi từ Mon nha, thì đầu tiên đấy đó, xong đến thằng Viền Hồng này, đằng sau thì có hai thằng Casio này, Cubic này, ngoài cùng có thằng pha lê đỏ form tròn tu luôn, khác hoàn toàn với thằng kia. Mọi người thử đặt hai thằng pha lê cạnh nhau ấy, rồi tưới nước khác nhau nó sẽ ra cái form như thế. Còn đây Colorata thì, nhưng mà có thằng Colorata thì có bọn da sen này và uốn chung nữa, các thứ nó nhiều lắm. Ở đây có Nuta này, bụi baby sau kìa, bụi Nuta này gốc nó khác rất là nhiều với gốc Đà Lạt nha mọi người, vì nó trồng hoàn toàn bằng Masa mà. Nhưng mà cái đấy bỏ đi, mọi người cắm quai khác nha. Đấy, nhìn thấy không, Alien Choroa kìa, rồi đấy Ruby đây. Cái thằng này thì không phải Ametro nha mọi người ấy. Nó là cái một thằng đế khác. Ở thằng ngoài cùng thì cũng vậy này. Mọi người nhìn cái tưởng đế mà nó lại là một cái dòng cực kỳ khác nữa. Nhỏ bé này, mong manh và dễ vỡ như Maybina vậy. Thằng Va nha mọi người, đẹp thực sự luôn, dưới có nắng mà. Và mọi người nhớ là khi mọi người chụp ảnh ấy, đợi có nắng thì hãng chụp, đừng có chụp vừa ấy. Mình chụp xong rồi đăng lên xong thấy tiếc, tại vì mình khi mình đăng rồi xong bảo cây mình đẹp thế mà sao đăng thì nó bị xấu rồi là vỡ ảnh các thứ, thì đợi đi. Và lý do mình mang thước ngày hôm nay đây, hai ba siêu phẩm Maria Choroa mê thực sự. Mọi người nhìn xem cái gốc của nó ấy, nó đã muốn là rụng cái giọt rời rễ rồi, và đấy 30 cm lận. Cái này nó gấp đôi tuổi của mình, cái sự chăm sóc này cũng như cái gì nó trải qua rồi, nó hơn tuổi đời của mình rất là nhiều, nên là mình sẽ không có những cái ngôn từ nhiều lắm để bình luận đấy. Hơn 20 phân này. Đấy, dưới nắng này, ôi Arien kìa, đó màu tuyệt vời không, thích phi kìa. Và chuyển qua bên này một tí đi thì xem để bên này nào. Đây, cái góc này thì mình sẽ làm video riêng nhá, vì nó là cái hàng mà lấy ở vườn nông trại về, người ta chưa có cho chậu, người ta vẫn để cái nguyên bản ấy, nên là mình sẽ để sau. Bên này đây, chỗ này thì khuyến cáo là cấm động tay vào toàn những cái hàng gọi là cống, cái hàng này gọi là cống phẩm không gọi là cực phẩm đâu mọi người ạ. Gốc nó có bằng nửa ngón tay mình thôi mà. Cái bọn hoa thư cư đi này này, cái thằng này rất là hay, mọi người cứ để ý xem cái gốc của dưới nó ấy, khi mà nó chết lá rồi nó vẫn để lại cái lớp phân trắng ở dưới thân ấy, nhìn rất là đẹp.
và nhiều như thế này thì mình không thể nào mà mình làm video tỉ mỉ được, nó rất là lâu thời gian mọi người ạ. Hôm trước thì có chụp ảnh chỗ này rồi nhưng mà mình không tiện đăng lên đây, chỉ đăng Facebook cá nhân thôi. Góc bên này này thì là quả những bà emo đấy, thì có lẽ là mình cũng phải bỏ video riêng ra tại vì nó nhiều quá mà không thể là một video mà quay được hết được. Bắt đầu qua qua cho mọi người xem thôi. Looming này, TB Choroa này, và đây TP đây. Bên cạnh thì nó món này đầu cũng xinh đấy chứ. Cha đẻ của Lowy này, Yan Thư, bọn này có chấm chấm ở đầu nhìn rất là hay nhá. Vale hai đầu này. Cái bọn này thi thoảng mình có sờ tay vào đây vì sở thích là một thứ hai đã, mình xem mùa đông ấy người ta tưới nước như thế nào. Người ta hầu như không tưới đâu các bạn ơi, vào mùa đông tất cả dừng cái việc cho nước gần như là dừng luôn. Nana cái cũng đẹp kìa. Cạnh thì có Krasura Kichon này, Amethyst này, rồi là nó cái ở giữa màn hình kia mọi người nhìn thấy gì không? Năm cánh luôn và cái bông này rất là giống một bông hồng nhá. Mua tặng Liêu thì khỏi nói rồi, nhưng mà rất là tiếc thằng Liêu mình không có nghiện sen đá. Và chắc là mình phải học một thời gian dài nữa để kịp được một phần kỹ thuật người ta, tại vì người ta tạo ra những cái giống, những cái cây ấy, nó tuyệt vời hơn cả mức mà người dùng đưa ra. Đây, ví dụ như cây pha lê này này, mình sẽ lấy lên cho mọi người xem thử nha. Nó có đốm như kiểu là mình chấm sơn vào ấy, nhìn thực sự rất là bắt mắt. Và khi mà mình trồng được những cây như này, mình bán cho người mua ấy, được thì người ta không bao giờ người ta phải lo nghĩ về vấn đề trả bao nhiêu tiền cho cái cây đấy cả. Bemba này, Arin hai đầu này, rồi thì Madiba này, mấy hai thằng Madiba lận, mấy thằng hồng mập hồng hùng gì giỏi trắng. Và góc ngoài kia rộng nữa cơ, mình không thích quay sâu ấy vì mình sợ đôi khi có những bạn mà các bạn không muốn xem kỹ quá thì mình sẽ làm qua thôi. Nhìn bên này đi, cái thằng này thì chỉ nhìn thôi nhá, mình chắc là không mua được các bạn ạ, vì khi mà các bạn bây giờ nó to như này rồi nhấc lên nó sẽ bị rụng, nó rời ra ấy. Mình mang về đến Việt Nam thì chắc là chả còn gì. Thằng này thì còn được này, thằng này thì gốc to và khỏe cứng lắm. Còn thằng ở giữa này là đây này, mọi người gọi là nút cúc áo gì ấy, nhưng mà dịch thằng Nga là ông vô thô ấy, dịch ra người ta gọi là nho hồng mọi người, cũng hay, rất là cứng một thân luôn. Thằng này thử xem 20cm hơn, thử xem chiều cao nó khoảng bao nhiêu nào. Chiều cao 12cm to đấy chứ. Bọn này mình mang về nặng lắm mọi người, cũng như thằng mon ba đầu này, cứng đẹp nhưng mà mọi người mang về Việt Nam ấy nó nặng lắm, người ta sẽ phải trả phí cao nhiều. Thằng em Metro này đẹp này, đỏ từ gốc đỏ lên, đỏ từ rễ chứ. Bên cạnh thì có thằng Kim Tuyến nhá. Thằng Kim Tuyến này thì là Kim Tuyến thời xưa thôi, bây giờ cũng chả ai chơi nữa cả. Vân Mai đây, Vân Mai của mọi người này. Thằng này thì còn non, đang ra mấy mầm con lúc quay này, cứng lắm. Bây giờ chơi đẹp đâu, nhờ mai kia nó ra cái mầm con nó xòe ra ấy. Chắc chắn nó cũng ra một cực phẩm tương lai, khoảng một năm thôi. Giờ bọn này nó khỏe như này rồi mà dưới, tại vì nó trồng massage mọi người, nó hỗ trợ dễ ra rất là khỏe. Sao vườn này lắm Colorata thế, một cái bọn đế này trồng làm gì nhiều không biết nữa. Đây, cũng cứng này, nhìn bọn này thích không, rẻ vì nó khỏe, xong lá lại còn mọng nước nữa, màu thì lên rất là tuyệt vời. Đây, thằng Bemba kìa, trời ơi, nó đã tròn rồi, xong nó còn cho một cái chậu tròn nó mà xòe, nó lấp cả cái miệng chậu nữa, nhìn xinh thực sự. Mọi người xem lại bên này nhá, đó, tất cả đều bằng trồng bằng massa hết, tại vì massa tác dụng của nó là nó kích dễ ra mà, và nó đảm bảo về tính thẩm mỹ của cây nữa. Ngoài ra khi mà các bạn tưới nước xong hay các bạn xịt lại, cái bụi dưới nó không bị bay lên, điều đấy là một điều rất là tuyệt vời của massa. Và đây đi, trời ơi, lại đế tiếp, cái vườn này nhiều thật sự đấy. Nhìn này, đầu lá mà nó không tưới nước lâu ấy, nó chuyển sang màu đỏ đẹp. Bên này xem qua đi, cũng đây khoai này đặc sắc này, chà cái màu ta nói nó ngất gọi ngất trong ngất ngây ạ. Đây, mono này, thằng này va một tí thôi cũng không được xuất sắc như cái thằng va toàn phần. Hôm nào có thằng va toàn phần mình lôi ra, cái thằng ý nhìn nó hay hơn. Thằng này thì viền hồng, nhưng mà viền hồng lai các bạn ạ, mập lắm. Một lượt xem qua đi, mình thì mình sẽ không nói hết được đâu, rất là nhiều, mỗi cái nó gọi là chút xíu thôi, mọi người cùng xem ngắm cây là chính thôi, chứ còn văn mình ngắn lắm.
À đây rồi, đây cái thằng này đáng để bình luận này, đây, tròn ủng này, xong form lại còn cúp cúp và nãy nhìn rất là yêu, đáng yêu, kiểu mũm mĩm ấy. Và mình nghĩ mọi người cũng sẽ thích cái kiểu như thế này. Và tại sao như vậy thì tí mình sẽ cho mọi người xem tiếp một thằng Mon nữa, cũng sẽ giống, gần gần giống như anh, nó sẽ xòe ra, xòe như thế nào. Đây, xòe kiểu bàn tay mình như này, đó. Tại sao như vậy thì cái lá này khi mà mình tưới nhiều quá nó phát triển, nó sẽ xòe ra. Nhưng mà khi mà nó đủ rồi, nó bắt đầu cúp lại và mọi người vẫn tưới thì bắt buộc nó sẽ không thể được, nó sẽ phát triển tiếp tục, nó lớn mà, và nó sẽ tiếp tục khè ra to hơn như thế. Và cái phần trung tâm này nó không thể nào nó cúp vào được rồi, vì nó đang phát triển mà, nó đang phát triển, mọi người tự nhiên bọc nó vào thì làm sao nó chịu được, thì nó sẽ bị một cái tác động ngoài, nó sẽ không được ra như mong muốn nữa đâu. Cho thôi bỏ qua đi, tí mình sẽ cho mọi người xem ảnh để mọi người hiểu rõ hơn. Chúng ta đi qua bên này đi. Con chuột kìa, sen voi Nhật đơn này. Đấy, chim đơn kìa, pha lê Minima này, Nana này. Và đây, thằng Mon mình muốn nói với mọi người đấy, mọi người nhìn này, nó khác nhau hoàn toàn một trời một vực đúng không? Một thằng thì cũng màu như thế, nhưng mà cái form ấy, mọi người để ý form đấy, Toxiban Chiroa này. Đấy, bên này á, thì cái hàng mini này ấy, thực ra ở Hàn nó mini, Việt Việt Nam thì nó cũng ra một số tiền khá to rồi. Cái góc bên kia nhá, thì mình sẽ làm video sau góc bên này, thì mình chắc là mình sẽ quay qua cho mọi người để xem rõ hơn, nhìn về cái kiểu dáng của vườn thôi đấy. Nhìn này, mình phòng to nữa nhá. Rồi, còn cái chỗ của bà Imo kia mình định hỏi về chăm sen Hàn mùa đông cho mọi người ấy, nhưng mà chắc là mình phải dừng video vì bận công việc mà mình không thể ở lại lâu được, mình rất là bận. Bên này mình sẽ cho mọi người xem qua chậu một chút đi. Chậu đây, đây mấy cái chậu này rẻ này, 1-2 nghìn luôn, rồi là 3-4 nghìn luôn có. Đấy, những cái chậu với cái hình sao tim bớ bẩn này này, hình chậu này thì cực rẻ mọi người ạ. Đấy, nó trang trí rất là đơn giản thôi, nhưng mà những cái chậu gà, cái chậu hoa văn viết tay này, hơi chậu đấy thì phải dân chơi mọi người ạ, thực sự. Đây, hoặc cái chậu con coi thôi, tại vì nó là vân tay làm ngoài mà nó rất là đắt. Đấy, từ góc đằng kia nó quay lại này, thì ai mà chả vậy, trồng hoa mà không có chậu thì trồng làm sao đúng không? Nên là người ta cũng rất là đầu tư vào vấn đề này. Ở Việt Nam mình chưa mấy, nhưng mà bên này mọi người xem, đó cái đống này này, thực sự là người nào có tiền mới mua được những cái chậu này, mình khẳng định nó 6 triệu, 10 triệu hoặc là mười mấy triệu tiền Việt Nam là chuyện rất là bình thường. Vì người ta làm tay mà mọi người, và người nổi tiếng người ta làm ấy, không phải ai làm được đấy. Nhìn thấy không? Gọi là sắc sảo từ những cái chi tiết rất là nhỏ. Bên này thì những cái chậu này thì bình thường này, nhấy nhô bên dưới mấy chậu viết vẽ tay này. Và đây, mình đảm bảo là mọi người sẽ hài lòng với cái thực phẩm này, mọi người bỏ tiền mạng ra quá là hợp lý luôn, nhìn thấy không? Tuyệt vời của tuyệt vời. Và cái góc này thì mình quay cho mọi người rồi này, còn cái góc đằng ngoài cùng kia thì sẽ là một video sau nhé. Và bây giờ thì có lẽ chắc là mình phải dừng video đây thôi. Rất mong mọi người để bình luận ở phía dưới, để có những cái gì sai sót mình sẽ sửa và sẽ làm hoàn thiện video hơn cho các video tiếp theo. Bây giờ thì cảm ơn mọi người rất là nhiều và thân ái này. Chào mọi người, hẹn mọi người ở trong video tiếp theo nhé.